Nghĩa Đô xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì bên mình hàng siêu tập được ba em lọc cực kỳ đẹp anh em nhé. Đây là có hai em Sibung SA831 và một em DBX2231. Hàng bãi xịn anh em nhé. Siêu tập đẹp long lanh luôn. Không thiếu một cái cần nào luôn anh em nhé. Anh nhìn này. Cực kỳ đều đẹp luôn. Sibung này thì của nó là màu ghi xám anh em nhé. Đây là hàng xuất châu Âu nên là hàng rất đẹp. Tiếng này rất chất luôn. Để cho anh em xem ruột luôn này. Đó. Anh em nhìn thấy chưa? Quá gấu luôn. Đây nguồn đây, nguồn được cách ly ở bên này luôn. Toàn xe chất luôn anh em nhé. Đây, anh em nhìn này. Không thiếu bất cứ một con IC nào luôn. Đó. Toàn chờ xịn hết. IC pass tiêu chuẩn hết. Đấy, còn đây là một cục chống nhiễu này. Đây là mặt sau. À, hai kênh nhá. Hai kênh này. Kênh A, kênh B. Và có cả cổng 6 ly lẫn cổng Canon. Và thêm cả đường vặn xoáy nữa. Đó. Này thì tiếng rất là phê anh em nhé. Và đây là một em lọc DBX2231. Bãi xịn luôn. Các anh em xem được luôn. Nói nhìn chắc chưa? Toàn linh kiện cao cấp này. Chở rất chở xịn, mộc mạc. Anh em nào có kỹ thuật về điện tử thì nhìn chất linh kiện này phê luôn. Rất chất. Đấy. Sâu hàng cho anh xem luôn. DBX. Anh em nhìn này. Made in China anh em nhé, sản xuất Trung Quốc luôn. Chính hãng DBX luôn. Có cổng Canon, cổng 6,5 ly và cổng vặn xoáy à. Cho anh em nào đấu các kiểu kết nối luôn. Đây. Đây là nguồn của con bãi xịn nó như này anh em nhé. Nó không giống như mấy cái hàng mới bây giờ đâu. Đó, rất chất luôn. Đây là một thứ này. Chở cực kỳ xịn nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Bao zin toàn bộ cho anh em dùng. À, này chỉ đi chơi anh em nhé. Đẹp. Không gãy bất cứ một cái cần nào luôn anh em nhé. Điều đẹp hết. Hàng đẹp nên là giá hơi cao anh em nhé. À, anh em nào mà có nhu cầu liên hệ trực tiếp đến Nghĩa Đô số điện thoại 0934573743. Sử dụng nó chỉ có 3 anh em thôi nhỉ, rất ít luôn. Clip xong sẽ test chất âm cho em này cho anh em xem. Xin chào hẹn gặp lại anh em vào clip lần sau.